Thưa quý vị và các bạn thân mến, dưới nhân đề bài viết AVG, Son và Tuấn sắp vào lò theo cách nào? Bài viết của Phạm Trí Dũng, viết trên trang VOA tiếng Việt. Phải mất đến gần 20 ngày kể từ thời điểm Bộ Công an đã tiếp nhận bàn giao hồ sơ vụ án từ thanh tra chính phủ. Cũng cơ quan này mới tiếp nhận lần hai hoặc được xem là chính thức Tiếp nhận hồ sơ vụ Mobifone mua AVG vào ngày 23 tháng 4 năm 2018. Mobifone mua AVG là một vụ kê khống giá mua lên tới gần 9.000 tỷ đồng so với giá trị thực chỉ khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ đồng, được phối hợp binh chủng hợp thành bởi hàng loạt quan chức của doanh nghiệp viễn thông Mobifone, AVG và các bộ thông tin truyền thông, bộ công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Sau hơn một năm trời cố ý ngâm tôm, kết luận thanh tra đến tháng 3 năm 2018, kết luận thanh tra vụ việc này đã được thanh tra chính phủ công bố sau khi đã cưỡng bức thay ghế tổng thanh tra chính phủ và đẩy phó tổng thanh tra chính phủ Ngô Văn Khánh về hưu. Kết luận thanh tra này đã được thông qua bởi thường trực ban bí thư Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thủ tướng Chính phủ và được xem là trung quyết. Lần tiếp nhận đầu tiên của Bộ Công an đối với vụ mobile phone mua AVG được thông tin ngày 5 tháng 4 năm 2018, tức khoảng 2 tuần sau khi có kết luận thanh tra của thanh tra chính phủ về vụ này. Khi đó, một tờ báo nhà nước đã bắn ý trước là theo quy định pháp luật thì tối đa 20 ngày sau thời điểm tiếp nhận hồ sơ vụ mobile phone mua AVG, Bộ Công an sẽ phải ra quyết định có khởi tố hoặc không khởi tố hình sự hoặc sẽ chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Nhưng dường như đã có một trục trặc nào đó trong quá trình chuyển giao hồ sơ vụ mobile phone mua AVG giữa cơ quan thanh tra chính phủ và Bộ Công an. Để mãi đến ngày 23 tháng 4 năm 2018, hồ sơ này mới chính thức được bàn giao cho C46, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm của Bộ Công an. Được xem là mũi tập kích chủ công của Tổng Bí Thư Trọng trong những chiến dịch bắt cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đình Là Thăng và Trung tướng Tình báo Công an Phan Hữu Tuấn. Với rất nhiều dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng vụ mobile phone mùa AVG rất nhiều khả năng sẽ được khởi tố kèm bắt bớ trên diện rộng. Nhưng bàn giao là một chuyện, còn khi nào khởi tố lại là chuyện khác. Một tờ báo nhà nước có vẻ thất vọng khi dẫn nguồn tin từ Bộ Công an là do hồ sơ quá nhiều nên chưa biết khi nào mới bàn giao xong. Trong khi lẽ ra vụ mobile phone mùa AVG đã phải được khởi tố trong tháng 4 năm 2018 còn đến lúc này, chẳng biết là 20 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ là ngày nào. Vào thời gian khoảng vài tuần trước, ngày 23 tháng 4, là thời điểm bản giao hồ sơ vụ mobile phone mùa AVG giữa thanh tra chính phủ và C46 đã xuất hiện dấu hiệu trở lại chính trường của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn sau khi đã đạo diễn để AVG trả lại tiền cho mobile phone như một cách khắc phục hậu quả. Với đợt hoàn tiền đầu tiên là 2.500 tỷ đồng, ông Trương Minh Tuấn có vẻ đã được cho là xuất hiện trở lại trên cương vị Bộ trưởng Thông tin Truyền thông khi ông chủ trì cuộc họp quản lý báo chí của bộ này cùng vài cuộc họp không quan trọng khác. Rất nhiều dư luận đã tỏ ra nghi ngờ rằng ông Trương Minh Tuấn đã tận dụng khoảng thời gian vài tuần lễ quý giá trên để chạy án. Nghi ngờ trên là phần nào có cơ sở bởi Trương Minh Tuấn từ lâu đã được xem là bài của Nguyễn Phú Trọng. Vào tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn đã được Tổng Bí thư trọng chỉ định kiêm chức vụ phó vụ trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Được hiểu như một cách để thay mặt bên đảng nắm hoạt động chính quyền Khi đó, Trương Minh Tuấn bất ngờ ngôi lên khỏi mặt Bằng giới ủy viên Trung ương với quan điểm sát son đến lạ lùng Về chống tự diễn biến, tự truyền hóa và chống tham nhũng trong báo chí Lặp đi lặp lại phương châm cùng chủ đề của Nguyễn Phú Trọng Tại Đại hội Trung ương 4 vào tháng 12 năm 2016 Vì thế, hiểu theo một cách nào đó ông Trương Minh Tuấn được xem là phe ta, tức người của phe tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trái ngược với phe củi của Nguyễn Tấn Dũng. Trong chiến dịch được xem là chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng, vụ mobile phone mua AVG và cá nhân Trương Minh Tuấn được dư luận đặc biệt chú tâm. Nếu ông Trọng cho qua vụ Trương Minh Tuấn, điều được ông Trọng tuyên xưng là chống tham nhũng không còn có vùng cấm sẽ vô giá trị. Còn tất cả những tụng danh dành cho ông Trọng như Sĩ Phu Bắc Hà, Minh Quân, Bậc Nhân Kiệt, Thế Thiên Hành Đạo và gần đây nhất là người đốt lò vĩ đại sẽ chỉ còn gió thoảng mây bay. Cuộc chiến chống tham nhũng của ông Trọng chỉ mang tính công bằng để bắt đầu thuyết phục được dư luận. Nhân dân khi ông ta phải chấp nhận diệt cả người của phe ta vào buổi chiều ngày 23 tháng 4 năm 2018 và trùng với thời điểm Bộ Công an đã tiếp nhận bàn giao hồ sơ vụ mobile phone mùa AVG. Từ thanh tra chính phủ, trong dư luận đã lan truyền thông tin về việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin Truyền thông và Ủy ban này cũng đã mời làm việc đối với hai nhân vật là Nguyễn Bắc Son, cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông và Bộ trưởng hiện thời là Trương Minh Tuấn. Trong số các quan chức dính dáng lên vụ ăn chia mobile phone mua AVG khiến ngân sách thất thoát ít nhất 7.000 tỷ đồng, Nguyễn Bắc Son bị dư luận xem là án đậm với tỷ lệ dành cho Son có thể lên đến 10-15% trong số 7.000 tỷ. Còn Trương Minh Tuấn cũng được cho là không thể vô tư khi ông này trực tiếp ký phê duyệt hợp đồng mobile phone mua AVG khi còn là cấp phó cho Nguyễn Bắc Son. Một dẫn chứng phát lộ gần đây nhất về tỷ lệ ăn chia là Cục trưởng Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao thuộc Bộ Công an. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa được chính thức công bố đã ăn 15% trong hợp đồng chia phần lợi nhuận của đường dây đánh bạc công nghệ cao. Cho tới nay, vẫn chưa biết số phận của hai nhân vật Nguyễn Mắc Son và Trương Minh Tuấn sẽ được trên chung quyết ra sao. Tuy nhiên, hiện tượng Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin truyền thông đồng thời với động tác bàn giao hồ sơ vụ mobile phone mua AVG từ thanh tra chính phủ sang Bộ Công an đã cho thấy tiến trình tố tụng hình sự vụ việc này sắp nóng trở lại. Hy vọng để Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn thoát vẫn còn đó với minh họa rất hiến thị là Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước và hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Vào thời phụ trách Ngân hàng Nhà nước, Nguyễn Văn Bình được xem là cánh tay mặt của Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng. Ông Bình cũng bị rất nhiều dư luận cho là dính sâu và ăn đậm trong nhiều vụ dung túng cho nhóm lợi ích vàng lũng đoạn thị trường. Chiến dịch thâu tóm ngân hàng thương mại cổ phần, mua lại 3 ngân hàng, đại dương, xây dựng dầu khí toàn cầu với giá không đồng, phải chịu trách nhiệm đối với núi nợ xấu lên tới hàng triệu tỷ đồng trong hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, hiện tượng lạ lùng này là trong lúc những người được xem là thú hạ đắc lực của Nguyễn Tân Dũng là Trầm Bê, Đinh La Thăng lần lượt tra tay vào cổng vào năm 2017. Nguyễn Văn Bình vẫn bình yên vô sự, thậm chí vào tháng 4 năm 2018, Ông Bình còn được Tổng Bí thư Trọng phân công dẫn đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đi thăm Trung Quốc và đã được chính Phó Chủ tịch nước Vương Kỳ Sơn tiếp đón. Một luồng dư luận suy luận rằng Nguyễn Văn Bình đã quy hàng Nguyễn Phú Trọng vào thời gian gần Đại hội 12 và cũng đã khắc phục hậu quả với một mức độ kim tài đủ lớn để thoát thân. Nhưng ở một chiều kích khác và ứng với ý chí đi vào xứ xanh của Tổng Bí Thư Trọng, cơ hội để Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn hạ cánh an toàn là không cao, bởi gần đây Nguyễn Phú Trọng còn chỉ đạo khởi tố và tống giam cả một quan chức tình báo cao cấp là Phan Hữu Tuấn, cựu phó, tổng cục trưởng, tổng cục tình báo Bộ Công an. Có thể dự đoán rằng, trước và trong hội nghị Trung ương 7 của đảng cầm quyền, Nguyễn Bắc Son sẽ phải chịu kỷ luật đáng và bị cách tất cả các chức vụ trong quá khứ. Còn Trương Minh Tuấn bị kỷ luật đáng mất ghế trung ủy và phải chịu luân truyền cán bộ đến một vị trí ngồi chơi xơi nước. Đây là mức độ kỷ luật nhẹ nhàng nhất đối với hai nhân vật này. Nhưng nếu áp lực dư luận đối với Nguyễn Phú Trọng gia tăng trong vụ mobile phone mùa AVG, Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn vẫn có thể theo chân Đinh La Thăng để khi đó sẽ phải thốt lên tại tòa hãy đối xử với bị cáo như một con người